Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Fashion Channel. Thì hôm nay mình sẽ là chế một cái quạt USB từ cái quạt bắt côn trùng này nha các bạn. Thì các bạn có gì sẵn thì các bạn chế. Mình có sẵn này, mình chế này nha các bạn. Các bạn đón xem. Let's go. Thì trước tiên các bạn sử dụng, tìm cho mình một cái quạt hút 5V nha các bạn. 5V nó chạy mới nhanh mạnh nha các bạn. 5V thì nó sử dụng phù hợp cho cái pin pin xe pin nha các bạn, 3.7V. Này thì đây thêm mạch sạc nữa các bạn. Rồi công tắc rồi nha các bạn. Thì giờ bắt đầu mình sẽ chế nó vô đây. Giờ bắt đầu mình làm nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ khoan một cái lỗ để mình gắn cái mạch sạc vô nha các bạn. Rồi bắt đầu mình bắn keo silicone vô nha các bạn. Rồi thì giờ mình bắn keo vô nha các bạn. Đang bắn mặt trên đó, mình bắn mặt dưới nữa cho nó cứng nha các bạn. Sau khi mình dán keo với mặt sạc vô rồi, bắt đầu mình khoan mấy lỗ để báo pin nha các bạn. Thì mình khoan 4 lỗ để mình sạc đó, nó báo pin mình sẽ biết thôi. Sau khi mình khoan lỗ xong mình nhấn kèo lại luôn nha các bạn. Để nó kêu khô rồi mình bắt đầu mình lắp cái quạt cho nha các bạn. Thì công tắc quạt mình sẽ lắp mặt sau luôn nha các bạn.
ok. Mình sẽ hẹn cái dây công tắc này vô đây nha mày. Với lại mình sẽ làm một công tắc tổng nha mày. Các bạn thúc lại để cho chị rất là nhanh này. Rồi còn quạt này, phần quạt này thì mình đấu vào nguồn ra của mặt sạc dự phòng nha các bạn. Năng lượng điện rồi, em để cái bạc vào. Giờ là mình nhấn nút mình test thử nha bạn. Không. Chạy bạn. Thì lúc này để khởi động quạt các bạn, còn lúc này tắt nguồn quạt luôn nè. Để mình bắt ốc lại. Rồi mình sẽ để ráp vỏ lại nha bạn.